Ngày 22 tháng 4 năm 1982, một thiên thần thánh thiện và vô nhiễm của thế giới bóng đá chào đời. Đó chính là tiền vệ tài hoa Ricardo Kaka của đội tuyển Brazil. Cho dù chàng trai được Chúa Trời yêu quý này đã giải nghệ cách đây 4 năm, nhưng đến hôm nay, tín đồ của bóng đá đẹp, lãng mạn vẫn còn nhớ về anh. Bằng sự kỳ diệu trong nhân cách, anh đã luôn cố gắng trân trọng và tận hưởng từng giây phút được sống trên cuộc đời mình. Anh chính là điều tử tế sau cùng trong một xã hội bóng đá ngày càng đầy rẫy những điều thị phi. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nha. Từ khi ra đời và phát triển đến nay, bóng đá thế giới đã vinh danh không ít những cầu thủ huyền thoại. Và tài năng của họ chính là minh chứng cho việc bóng đá là cuộc sống cũng như niềm đam mê to lớn và mãnh liệt. Trong số họ, có một cầu thủ được gọi là thiên thần thực sự trong lịch sử của môn thể thao vua và cũng được xem là một trong những siêu sao hàng đầu thế giới vào thời kỳ đỉnh cao của mình. Cầu thủ này là một người vừa ra đời đã sở hữu vẻ đẹp thánh thiện của một thiên thần. Anh từng được tạp chí Time ghi tên mình vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2008. Anh có khả năng cầm bóng cực kỳ tốt, đi bóng lắc léo và người hâm mộ đã phải thốt lên rằng quả bóng đó đã dính chặt vào chân của cầu thủ này. Cầu thủ đó không ai khác chính là Ricardo Kaka, một trong những huyền thoại nổi bật của bóng đá Brazil. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh của cầu thủ này trong thời điểm còn khoác áo AC Milan. Một chút thông tin dành cho những ai chưa nghe đến thì cầu thủ người Brazil này sinh năm 1982, tên thật Ricardo Izecson Dos Santos Leite. Những cái tên của nước ngoài nhiều khi dài và khó đến mức người bản xứ cũng muốn hụt hơi luôn, chứ đừng nói người Việt Nam như chúng ta. Từ nhỏ, anh trai của Kaka không thể phát âm được cái tên của cậu em mà cứ gọi là Kaka. Chính vì tên này dễ gọi, dễ phân biệt nên sau đó tiền vệ người Brazil mới lấy tên Ricardo Kaka để đăng ký thi đấu. Đa số các cầu thủ nổi tiếng mà chúng ta biết đến thường có một kịch bản cuộc đời khá ly kỳ. Sinh ra ở những khu ổ chuột, cuộc sống trong khoảng thời gian tuổi thơ rất khó khăn. Nhưng Kaka thì hoàn toàn ngược lại. Có lẽ anh đã hối lộ Diêm Vương để đầu thai vào một gia đình giàu có. Vì thế, Ricky Kaka từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tử tế và mọi thứ đều hoàn hảo, tốt đẹp ngay từ lúc chào đời. Nhưng lúc nhỏ, Kaka yêu thích nhất không phải là bóng đá mà là tennis. Đến năm 15 tuổi thì tài năng bóng đá của anh mới bắt đầu bộc lộ và gia nhập lò đào tạo của Sao Paulo để bước lên con đường chuyên nghiệp. Đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh. Để từ đó, thế giới có một Kaka tài hoa, người đã giành tất cả các danh hiệu cao quý. Kaka khởi đầu sự nghiệp trưởng thành vào tháng 1 năm 2001 và ghi 12 bàn trong 27 lần xuất trận, góp phần giúp Sao Paulo giành chức vô địch Torneio Rio Sao Paulo lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay. Kaka ghi 10 bàn trong 22 trận ở mùa sau đó. Nhờ thành tích và khả năng đó, Kaka nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các câu lạc bộ châu Âu. Câu lạc bộ AC Milan đã mua Kaka từ Sao Paulo với giá 8,5 triệu đô la, một mức phí được chủ tịch câu lạc bộ Silvio Berlusconi coi là rẻ. Kaka hòa nhập rất nhanh với câu lạc bộ mới và thi đấu cho câu lạc bộ AC Milan trong 6 mùa giải. Trận đấu đầu tiên của Ricardo Kaka tại Serie A là chiến thắng 2-0 của Milan trước AC Ancona vào năm 2003. Anh đã ghi 10 bàn trong 30 trận thi đấu trong mùa giải đó. Và bàn thắng đầu tiên cho AC Milan xuất hiện ở trận đấu với Inter. Mùa 2004-2005, Kaka thường chơi trong vai trò hộ công và cũng trong mùa này anh được chọn là một trong 5 tiền vệ tiêu biểu. Mùa giải này anh đã ghi 7 bàn trong 36 trận ở giải quốc nội cho AC Milan. Và đội bóng này năm đó đã về đích ở vị trí thứ 2 sau câu lạc bộ Juventus. Dù AC Milan thua Liverpool ở loạt penalty trong trận chung kết Champions League, nhưng ở trận đấu kịch tính đó, Kaka vẫn được chọn là tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu. Người ta vẫn chưa quên được pha kiến tạo thiên tài với đường chuyền mà anh dành cho Crespo. Trong mùa giải 2005-2006, Kaka lần đầu tiên lập hat-trick trong cả giải quốc nội và châu Âu. Ngày 9 tháng 4 năm 2006, anh lập hat-trick vào lưới câu lạc bộ Chievo Verona. 7 tháng sau đó, anh lần đầu lập hat-trick ở Champions League trong chiến thắng 4-1 trước câu lạc bộ Anderlecht. Làng bóng đá bắt đầu cho rằng Ricardo Kaka sẽ trở thành một siêu sao. Đầu mùa giải 2006-2007, Kaka đã trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất trên hàng công của AC Milan và anh thường thi đấu ở cả vị trí tiền vệ và tiền đạo. Anh trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất tại cúp Champions League 2006-2007 với 10 bàn thắng, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của AC Milan trên mặt trận châu Âu. Trận đấu xuất sắc với Kaka có lẽ là chuyến hành quân đến sân Old Trafford ở trận bán kết lượt đi Champions League. Sau trận này, chính huấn luyện viên Alex Ferguson của MU đã tuyên bố Kaka là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm đó. Lần đầu tiên Ricardo Kaka giành chức vô địch Champions League khi câu lạc bộ AC Milan đánh bại Liverpool 2-1 tại Anfield vào tháng 5 năm 2007. Với màn trình diễn siêu hạng của mình, anh đã được bầu là cầu thủ được yêu mến nhất trong mùa 2007. Báo chí gọi anh là cầu thủ hay nhất thế giới. Cùng lúc, anh cũng được UEFA chọn đứng đầu danh sách cầu thủ xuất sắc nhất Champions League mùa giải 2006-2007 và cả danh hiệu cầu thủ của năm. Ngày 20 tháng 12 năm 2007, Ricardo Kaka nhận được danh hiệu quả bóng vàng châu Âu, trở thành cầu thủ thứ 8 của AC Milan giành danh hiệu này. Kaka giành thắng lợi lớn với 444 phiếu, bỏ xa người thứ hai khi đó là Cristiano Ronaldo. Thời điểm đó, Kaka vừa bước sang tuổi 25. Kaka có lối đá đẹp mắt, ngẫu hứng nhưng lại rất hiệu quả, đã giúp cho Kaka gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Trên sân bóng, anh là hiện thân của vẻ đẹp tối thượng ẩn sau vẻ ngoài điển trai mộc mạc. Mọi huấn luyện viên, mọi cầu thủ trên thế giới đều phải công nhận điều đó. Là tiền vệ công nhưng Kaka cũng đã có thể được đẩy lên chơi như một tiền đạo nếu cần thiết. Khi chơi ở vị trí đó, anh chính là người hỗ trợ đắc lực cho đồng đội. Nhưng Kaka không chỉ chuyền bóng, đi bóng giỏi. Và chúng ta đều biết anh còn giỏi ở cả khâu ghi bàn nữa. Ở cái thời mà CR7 còn khiến người hâm mộ ngứa mắt vì những pha đi bóng vẽ vời, Kaka đã nổi tiếng với những pha bứt tốc cùng lối đá trực diện. Huấn luyện viên người Ý Carlo Ancelotti cũng nhận xét Kaka là cầu thủ luôn cố gắng đẩy bóng về phía trước thay vì thực hiện những đường chuyền ngang. Cậu ấy không bao giờ chạm bóng thừa động tác nào cả. Ấn tượng của hầu hết mọi người về Kaka là sự kính trọng và ngưỡng mộ. Chẳng có mấy cầu thủ bóng đá lại là con chiên ngoan đạo như Kaka cả. Áo đấu của cầu thủ người Brazil sẽ luôn có câu "Tôi thuộc về Chúa". Nó thể hiện sự trân trọng trong bóng đá, đức tin và sự nghiệp của anh. Giữa những cá tính lấn át cả mang thể hiện trên sân bóng, Kaka như một con người miễn nhiễm với bê bối. Điều đó khiến bình luận viên kỳ cựu Gabriele Marcotti từng bày tỏ e ngại anh có thể trở thành một nhân vật nhàm chán trong bóng đá hiện đại. Nhưng đây cũng là điều khiến anh ấy rất nổi tiếng với người hâm mộ bên cạnh tài năng của mình. Cho dù cầu thủ này đã giải nghệ từ năm 2017, nhưng đến hôm nay, những tín đồ của bóng đá đẹp lãng mạn vẫn còn nhớ về anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo của Mr Zero.